Hi, xin chào chị và các bạn. Hôm nay website chùm máy cổ .vn về thêm các dòng bao da và tô Signature S loại cao cấp mắc nhất thị trường hiện nay. Đây em sẽ quay từng mẫu cho anh chị xem nha. Và giá sản phẩm trên bao da hiện tại bên shop bán là từ 800 đến 1 triệu mốt nha anh chị và các bạn. Bao giá cho anh chị và các bạn luôn. Những mẫu này có nhiều nơi bán 1 triệu rưỡi lần nha. Và sau đây em quay từng cái cho anh chị xem. Muôn màu, muôn kiểu. Rất nhiều mẫu cho anh chị và chọn. Cái này đẹp nè. Đó, anh thấy rất là đẹp nữa, thấy không? Giá bao này là 1 triệu mốt nha anh chị các bạn. Bao nào cũng đẹp hết đó. Cái 3D là loại mới bây giờ này. Đủ loại. Đó, anh chị nào mà cần bao da và tô Signature S tại thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ bên shop em. 353/6 Phạm Ngũ Lão, quận nhất nha anh chị và các bạn. Anh chị nào không biết đường thì cứ alo bên em 0966 353 353 và 0994 848454. Cảm ơn anh chị xem clip.